Ba Lan cho năm 2021 thì do cái cấu hình dàn nguyên bản nó đã là nét cho xe và cũng đi nét nhưng mà cấu hình rất là tối, thì ban chủ đã quyết định là nâng cấp lên cấu hình là titan Ba Lan laser bản mới nhất, đi được gọi chín phần zin của xe, giữ được hệ thống nếp và đánh lái được theo xe nguyên bản. Em đấy, đấy. Báo lỗi giữa đường nguyên gì không báo lỗi. Anh em có nhu cầu nâng cấp đèn thì có thể liên hệ bên em Auto 365 Thái Nguyên với số đường dây nóng 0777 365 365 hoặc 0969 006 007. Cảm ơn anh em đã theo dõi video.